Xin chào quý vị các bạn. Trên hình các bạn để thấy đây là trọn bộ linh kiện của điện thoại Lumia 730 với tên mã là RM1040 đang có mặt tại di động cao cấp.vn. Như các bạn đã biết, Lumia 730 là một trong những mẫu điện thoại rất là thành công của Nokia, đánh dấu bước ngoặt cho dòng điện thoại mang thương hiệu Nokia với hệ điều hành của riêng mình. Như các bạn đã biết, di động cao cấp.vn đang là địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Nokia Lumia 730 hàng đầu Việt Nam. Chúng tôi đang là địa chỉ nhận sửa tất cả các lỗi liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Nokia Lumia 730. Khi khách hàng gặp có lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Nokia Lumia 730, quý hàng vui lòng liên hệ 024 66 75099 hoặc gọi điện trực tiếp đến địa chỉ 024 66 75099. Kỹ thuật viên tại di động cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi nhất quý vị các bạn về tất cả các lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên điện thoại Nokia Lumia 730 mà quý hàng đang gặp phải. Thông thường điện thoại Lumia 730 là rất ít khi lỗi vặt. Các lỗi phần cứng cơ bản trên điện thoại Lumia 730 như vỡ màn hình, hỏng cảm ứng, hỏng loa trong, loa ngoài, loa mic rung chuông, chân sạc, bảng main. Nói chung trên điện thoại Lumia 730 hiếm khi gặp các lỗi vặt mà chủ yếu là những cái lỗi phần cứng trên. Thì hiện nay di động cao cấp.vn có đầy đủ tất cả các linh kiện của điện thoại Nokia Lumia 730 phục vụ quá trình sửa chữa thay mới cho quý các bạn khi cần. Khi quý hàng gặp có lỗi sự cố liên quan đến phần cứng, phần mềm trên Lumia 730, quý hàng chỉ cần liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.di động cao cấp.vn. Kỹ thuật viên tại di động cấp.vn sẽ tư vấn và hướng dẫn cụ thể chi nhất vị các bạn, hướng dẫn quý vị các bạn cách phục các lỗi sự cố mà quý hàng đang gặp phải. Các lỗi liên quan phần mềm trên điện thoại Nokia Lumia 730 RM1040 như treo logo, mất bút, mất email, không vào được các ứng dụng, không tải được các cái game ứng dụng, thì quý hàng chỉ cần mang máy qua cái địa chỉ của di động cao cấp.vn. Chúng tôi luôn có sẵn các linh kiện phụ quá trình sửa chữa, khắc phục các lỗi phần mềm mà điện thoại Lumia 730 của khách hàng đang gặp phải. Một lần nữa, di động cao cấp.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ sửa chữa điện thoại Nokia Lumia 730 đang được thực hiện tại di động cao cấp.vn. Mọi thắc mắc quý hàng liên quan sản phẩm dịch vụ xin vui lòng liên hệ 024 66 75099 hoặc truy cập trực tiếp vào website www.di động cao cấp.vn. Xin cảm ơn quý vị các bạn.